quay cả một ngày. Vâng, quý vị chúng ta cũng đang được ngắm một cái siêu cây của anh Chí đây. Một cái tương lai sẽ là một siêu cây các bạn ạ. Bởi vì cái này có rất nhiều cái điểm khó. À, em chào anh Chí. Vâng, ngắm cái cây này của anh mà cảm thấy có những cái đường nét chạy khó chịu quá anh ạ. Anh có thể chia sẻ cùng với anh em khán giả không anh? Đây, đây cây này nó là phôi thôi, nhưng vâng, với anh ấy nó là một cục tiền. À, à vâng. Thế này là một cái phôi mà anh khẳng định là đi rất nhiều nhà vườn rồi. Vâng. Đấy, và bản thân anh thế thôi, đi rất là nhiều nhà vườn, nhưng mà để mà một cây già, cây cổ như này mà nó dị như này thì anh khẳng định là không có. Đó, thế đấy, nó mới là cái vấn đề, là cái báu vật ở cái nó nằm ở đây anh ạ. Đấy. Cho nên là anh nói mấy cả vượng biết là cái cây này nó quý ở các cái, thứ nhất là nó cổ kính. Đấy. Thứ hai là em thấy nó dị. Nó khác với tất cả những cây bình thường. Vâng, cái đường chạy của nó khác lạ anh nhỉ. Nó khác. Nó khác tất cả những cây bình thường. Đấy, anh nói với vượng biết nhá. Vâng. Một cây nó như thế này, nó ôm hòn đá này. Nhá. Cái đó nó ngậm từ nguyên bản này anh? Nguyên bản từ ngày xưa ngậm hòn đá này. À. Đấy. Cái này. Và cái độ chun chằn này. Vâng. Nu cục này. Đấy. Ôi. Nó thể hiện cái cây nó phải có thời gian rất là dài. Vâng. Tức là nó có thể hàng trăm năm trở lên. Đấy. Thế cây nhiều tiền tại sao nó chưa là cây nhưng mà nó là phôi nhiều tiền thì vâng, nó là thứ nhất anh nhìn này, nó dị cây. Đó, cái đoạn quan trọng đấy, chỗ này đấy nhỉ. Nó dị cây mà nó kỳ hoa dị thảo rồi. Giống cây nào đấy. Vâng. Nó dị cây nhưng mà nó có dáng cây, em nghe chưa? Vâng. Dị nhưng mà có dáng cây thì nó mới là cây nhiều tiền. Vâng. Đấy. Cho nên là ai nhìn cây này anh khẳng định là ui dồi, cây này quý quá. Đúng rồi. Cây này bao nhiêu tiền? Thế còn có đâu cũng có những cây mà họ nhìn phát cây này đẹp quá, nhưng mà để hỏi bao nhiêu tiền thì có vừa vừa thôi. Vâng. Bởi vì nó chỉ đẹp thôi, không kết lắm. Đẹp thôi chưa đủ nhá. Nhưng mà chỉ cần cái độ dị cây, quái cây hoặc là độ có dáng cây. Vâng. Đấy, nó mới nhìn ngay đã biết là cây này nó phải tiền tỷ rồi. Vâng. Còn đâu bao nhiêu tỷ thì không biết, nhưng nhìn cái là biết ngay. Thì cái đường này ngày xưa là nó liền anh bóc cái ra đấy. Cái đường này ngày xưa là nó liền hết cả em ạ. Vâng. Thế là rạch từ một đường này ra để lấy cái thân này chạy ra đây. Thế là thành cái đường vài này chạy vòng một cái lên đây, lại vòng về xuống này nhỉ. Nhưng sau sợ to đoạn sau nó có bị chen vào nhau nó dính không anh? Từ đây trở vào dính không sao em ạ. Vâng. Từ đây trở ra nó đã đủ cái tầm để thoát vào. Vâng. Thế nên là em đó, càng nhìn kỹ và họ anh thì anh nghĩ là một lúc nào đấy anh cây này chưa cần hoàn thiện, chỉ cần phôi khoảng tầm 70% thôi, anh mang ra triển lãm anh khẳng định là mọi người đã sẽ đến nhìn nhiều hơn, ngắm nhiều hơn là những siêu phẩm. Rồi, nó lạ đấy, nó lạ độc lạ, nó có những cái nét kỳ hoa dị thảo thì ai cũng muốn nhìn, nó tò mò cuốn hút anh nhỉ. Và đặc biệt cái cây này có lẽ là anh là cái phôi mà lại anh tâm đắc nhất trong cái vườn này đấy anh nhỉ. Phôi thì có nhiều phôi anh tâm đắc. Vâng. Để mà quý mà chơi riêng cho anh ấy thích cây này. Vâng. Chào anh ạ. Đấy. Nhưng mà cây của anh ấy thì anh nói em biết nhé, anh chỉ muốn làm sao nó khác biệt. Vâng. Chứ nó không hệt. Nếu như mà nó bình thường cây nào cũng giống cây nào, ví dụ như là cứ nhiều người cứ chơi 5 thân này, 3 thân này, không đầm đùn này. Vâng. Xong là dáng siêu sáng, dáng trực ấy, đơn giản thì nó vẫn đẹp. Vâng. Anh thì anh chưa được cắt. Vâng. Cây gì kiểu gì anh chưa được. Vâng. Dáng gì anh chưa được. Mỗi cây có một cái lối đẹp khác nhau anh nhỉ. Nhưng mà để mà anh thích nhất cây nó phải lạ. Vâng, như cái đồ này thì nó gọi là đồ độc. Đúng rồi. Độc lạ, nó đồ hiếm. Đúng rồi. Tức là nó không đụng hàng với ai thì nó mới sau anh đi đấy, chơi nó mới là cái ấn tượng của anh. Em thấy siêu phong của anh ở trên triển lãm này. Vâng. Nó không giống ai, không có hàng để đụng luôn. Vâng, đấy cái ý là nó một mình một lối. Đấy, một mình một lối, nó không có cây nào giống cây nào. Vâng. Cho các ông đi so không có cây nào giống cây nào. Đấy, không có cái sự để mà so sánh nữa nhỉ. Đấy, cái đồ của mình sướng là không có cái để so sánh. Đấy, thì thế thì nó là số 1 ở cái chú ý. Đây là cái này đúng là ngày mai ra thì nó ăn nhau ở cái chỗ đó đấy các bạn ạ. Cái đường chạy nó ghê gớm thật. Này các bạn nhìn cái viên đá chỗ này nó lại bưu ra xong nó lại chạy cái như cái gì này này. Cái như cái cục biếu dài đến thằng mấy chục phần. Anh đang nuôi thôi, khoảng ổn ổn bắt đầu anh cho ra chậu khác thì nó quý lắm. Nhưng mà tầm này mình cứ đang nuôi. Cái này dự kiến khoảng tụ bao lâu nữa thì là hầm hầm để đi chơi. Nếu anh? Nhưng mà cây này làm xong ấy, thì nó phải tầm 4 năm nữa em. À 4 năm nữa cả. 4 năm nữa đấy mới hoàn thiện. Đúng, cây to nó làm mất thời gian anh nhỉ. Cây to lâu lắm. Thật ra nếu như mà cây
làm cây nhỏ hay cây to, nếu như là để mà làm kỹ thì nó cũng, anh nghĩ là nó như nhau. Và những cây nhỏ bao giờ cái đường tay nó nhanh xong hơn, nó nhỏ để nuôi được những cái này mất thời gian lâu, cây to làm sẽ lâu. Được một cái tay anh cắt được mới nhặt cút thì nó đã một bao thời gian. Đúng, còn đối với cái cây tất cả nó đều là phải đặt chuyện công phu, không làm cây mà ví dụ như là tầm cỡ 4-5 năm nó là chuyện bình thường em ạ. Và như cái này để nó khoan tiện nó phải ăn trục làm nữa nó mới mịn nhỉ. Trục làm không anh? 4 năm mới hòm hòm nữa chứ. 4 năm là anh làm xong. Vâng, còn bông răm các thứ. Ai chà, cái này già nhỉ, đang bắt đầu đang nổi lu đây anh ơi. Lu thì nó đang đun rồi. Từ ngày xưa nó đã có lu rồi. Vâng. Càng ngày càng nó đang đẩy căng lên đấy nhỉ. Ừ. Đó, đu đang đẩy lên. Ôi. Đẩy nuôi cũng mà mày đang rút ác. Lục nó nhiều để thành anh lớn luôn anh. Đấy, đấy là cái kỹ thuật. Có gì thì anh Mai cứ phải chăm học hỏi. Đấy, anh Chí hỏi rất nhiều vào. Hỏi rất nhiều các cây kỹ thuật, chiến thuật của các anh. Cái cây này anh nói với em biết nhé. Nó như con người ta ấy, càng sờ sẩm nắn nót bao nhiêu. Bởi vì nó là vật sống em hiểu. Nó có hồn. Có những cây nhá, anh nói em biết nhé. Cũng tại sao để vườn người ta rất là hoang dại. Nhìn nó không đáng tiền mà. Thế nhưng về đến vườn anh phát là anh phải nắn nót. Hàng ngày mình nắn nót cây, hoặc mình chăm sóc nó thì soi cái mặt bên này xem thế nào. Bởi vì nó có thân, nó có hồn. Càng nắm càng thay mê, nhìn nghiên cứu nó rồi. À, mặt này cũng đẹp các bạn, có cái đường tay bên này càng rõ hơn này. Đường chạy bên này. Hết đây, lúc ấy chỉ còn hở một tí thạch này. Chú quý. Đây là một cái phôi nhưng mà anh tâm đắc, anh Chí anh tâm đắc nhất vườn này các bạn ạ. Cái hàng dị này nhiều người vẫn chưa hiểu đâu em ạ. Bởi vì là họ vẫn thấy lạ. Thế nhưng mà bây giờ là nhiều anh em bắt đầu biết chơi cây dị này. Bởi vì ngắm mãi nó không chán, càng nhìn nó càng mỗi hôm lại thấy một đẹp đẹp thêm. Cây cối kỳ hoa dị thảo. Hay anh đứng vào để chụp cái cây ảnh, hay anh đứng một hai bên. Cái này đẹp quá. Ngồi xuống. Thế. Đó, rồi. 1 2 3 nào. Anh cười lên nào. Úi giời ơi, thả tim. Rồi ok các anh, đẹp quá. Ôi tác phẩm đẹp quá thật đấy. Đúng là kỳ hoa dị thảo này. Ngày mai thì đúng là cái tác phẩm này ra sân thì đúng là không đụng hàng với ai đâu. Phải nói là phải dùng từ là hàng hiếm. Đúng không? Thế nó phải dùng từ hiếm. Không đụng hàng. Quý chứ còn hiếm. Không đụng hàng. Đúng là tuyệt vời quá các bạn ạ. Ngắm cái góc này thì ai cũng muốn sở hữu, ai cũng muốn sưu tầm. Nhưng cái vấn đề là bây giờ là có ai vượt được qua cái đam mê của anh Chí hơn không mới nó khó đấy. Rồi, bọn Say Đi Vượng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.